Xin dành tặng ca khúc cuối cùng cho quý vị. Chúc mùng 8 tháng 3 hạnh phúc và vui vẻ. Một ngày mới. Nắng thanh thản như tràn ngập phố, đến bên em trong ngày rực rỡ. Nắng lung linh dù dần em hát, đợi anh phố hẹn một ngày lát dài. Nắng thanh thản như tràn ngập phố, đến bên em trong ngày rực rỡ. Nắng lung linh dù dần em hát, đợi anh phố hẹn một ngày ngát say. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón nhẹ nhàng tia nắng hồng, em ngân nga chờ đón và anh đến bên em. Dù giang tia nắng hồng mang cho em ngày mới, bầu trời xanh ngắm nhìn em bên anh rạng rỡ. Cảm ơn quý khách rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn quý vị đã làm nên một buổi tối thật tuyệt vời. Và Phương, em muốn nói gì không? Quý vị thân mến, trước khi nói một câu kết chào tạm biệt với Ngọc Anh, khi mà tất cả quý vị đang có mặt tại đây, thì xin phép Ngọc Anh cho em được gửi một lời tri ân đến tất cả quý vị, dành cho tất cả quý vị vào chương trình ngày 18 tháng 3 của chúng tôi tại Haba Coffee sẽ chào đón giọng ca của nam ca sĩ Quang Lê. Và hiện tại chúng tôi cũng đã phát hành những tấm vé và những ghế ngồi đặc biệt nhất dành cho đêm ngày 18 tháng 3. Danh ca Quang Lê, một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự có mặt yêu mến của quý vị và xin kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng tham gia trong đêm đó.